trời ơi, em làm gì không biết nữa. Em không có biết đâu á, em không có đi đâu đó, em ở đây à. Trời ơi, bây giờ em kêu anh giải quyết sao, một bên tình một bên hiếu, trời ơi khó giải quyết quá em ơi. Ê trời, anh đau lưng quá, đau giùm cái. Trời ơi, đau lưng gần chết luôn à, anh thấy không? Hả? À, trời ơi, cái bụng em á, con em nó hành em vậy á, mà bây giờ anh còn bắt mẹ con em đi ở bụi đời nữa hả? Đó, 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 thấy không? Em đủ quan cho anh không à. Trời ơi, bụi đời cái gì? Em với Vũ ra ngoài khách sạn ở chừng 1-2 ngày thôi, rồi ông già trở về quê, rồi trở về lại thôi, cái gì bụi đời không biết nữa. Trời ơi, ở khách sạn? Ở khách sạn rồi mỗi lần em đau lưng rồi ai đấm lưng cho em, rồi em thèm me ai đút cho em ăn. Trời. Rồi còn chuyện này quan trọng nữa nè, tối ngủ không có cái mùi của anh em đâu có chịu được đâu. Mùi hả? Có liền. Gì? Đây nè, cái áo anh 8 ngày rồi anh chưa giặt nè. Em đem vô khách sạn em ôm em nằm mới ngủ đi đỡ nhớ anh. Trời ơi, giờ này mà còn giỡn không chịu luôn á. Ghét ghê vậy đó. Trời ơi chứ làm sao vợ? Không biết, giờ không biết làm sao đâu, làm nó đã em chịu đi đó. Em nhõng nhẽo quá à. Trời ơi. Ủa? Rồi Vũ xong rồi đó, Vũ đi nha. Vũ đâu Vũ? Vũ không có đi đâu á, Vũ ở đây với con à. Anh Hải, anh giữ Vũ lại đi anh Hải. Thôi Mai à, sao con khó khăn vậy, chi con làm khổ cậu Hải. Bây giờ mình ra mình ở đỡ vài bữa mình về, chứ để ổng lên đi rồi ổng nói nặng nói nhẹ Vú rồi mất công Vú tuổi Vú khóc nữa. Thôi để Vú đi đi rồi có gì rồi đó, đi đâu hết á. Đó đó đó, em thấy không, bây giờ mà Vú cũng chịu giúp anh rồi thì trời ơi em giúp anh dùm đi đó, một đó. Hai ngày trở lại thôi mà đâu có lâu đâu đó, thấy chưa, bây giờ hả anh bỏ em bỏ Vú anh chọn ba anh phải không? Em sẽ đủ quan anh không mà trời chứ còn ơi gì nữa cái gì đâu mà được à, có cái chuyện gì đáng đâu con, gì cũng phải gây gỗ vợ chồng mất hạnh phúc hết trơn. Không nghe lời Vú đi đó, nghe lời không có được, được con có chịu được mình đi về sao em không chịu có được đâu, không có được chịu được. Trời ơi cái nhà này vui quá à, trời ơi ngày nào cũng gây lộn hết à. Sao sao hôm nay cái vụ gì, có cần chuyên viên cố vấn hạnh phúc gia đình này đến giúp đỡ không? Trời ơi, ý nghĩ lại nha, ông trời ông sanh mình ra cái tánh sao ngộ ghê vậy đó nè. Hễ thấy gia đạo ai bất hòa, vợ chồng ta gây lộn nha, cái tự nhiên tôi vui ghê vậy à. Dạ. Vui hả? Mày có tin tao giả vô mặt mày không? Gia đình đang gây gỗ xào xáo mà vui, vui gì vô duyên à. Trời vú này con nói gì thôi mẹ. Trời cái vụ gì hôm nay, cái vụ gì hôm nay? Đây nè, bây giờ đó, có Thu ở đây nè, anh Hải đó. Anh Hải bây giờ hỏi thử coi anh Hải đúng hay anh Hải sai nè. Ôi khỏi cần hỏi, Thu cũng biết anh Hải đẹp trai của Thu là đúng rồi. Để đẹp trai là đúng thôi. Đúng rồi đó, nghe chưa? Thôi đi, mẹ ơi, trời đất ơi, nhà ta đang gây gỗ rồi nhào vui 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 cái gì? Anh đó nha, tôi nói anh nha. Trời đất ơi, ở nhà này có hai người đàn bà, một cặp ổi cặp cam, rồi bây giờ thêm cặp bưởi nữa. Trưa nay nè, ổng ở dưới quê, ổng đi lên đây đó mà ổng thấy ba cặp này dùng chung một chỗ là ổng giết tôi chết. Em không chịu đâu. Nói anh bao nhiêu lần rồi, đừng có gọi em bằng anh, kêu em bằng em hay cưng gì cũng được, nhớ không, nhớ không? Trời ơi, sao trời. Hôm nay cái vụ gì, bây giờ có vụ gì khó xử, ai ăn hiếp anh Hải nói đi, Thu xử đẹp nó ra luôn. Đứa nào nói đi, đứa nào? Ba của anh Hải chứ đứa nào, giỏi thử đi. Đó, đó, em cũng nhắc em cái gì từ từ nói nóng cái đưa ông già ra không à. Thôi mà chuyện gì có ba anh Hải trong này vậy anh Hải? Cái chuyện làng dày nghe. Sao anh? Hồi xưa không biết sao cái tự nhiên một đêm bà già dẫn Hải đi bỏ lại lá thư cho ông già viết lại gì củi khô dễ nấu, chồng xấu dễ xài. Ông đẹp trai quá tôi khó xài, với lại cái cây củi ướt của ông cứ đem nhúng lửa nhà hàng xóm hoài, không chịu nhúng lửa nhà, cho nên bây giờ tôi để cái nhà này cho ông nè, ông ở đi, tôi dẫn thằng Hải đi đó, rồi đi lên Sài Gòn ở với Hải, cái rồi bạo bệnh cái má Hải mất, rồi ổng đâm ra ông hận đàn bà tới giờ luôn. Mà hôm nay nào đó ba bà dồn chung chỗ, về trưa nay ông lên ông giết tôi chết. Trời ơi anh làm cái gì mà nhảy cứng 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 lên à. Cái chuyện ba anh không có thích đàn bà dễ thôi, cứ đuổi hai bà này đi đi. Trời ơi, rồi tôi về tôi lo lắng cho anh. Trời ơi, trời ơi, chắc ngày bữa nay nó muốn quýt đòn hay sao. Suối tầm 7 tầm 3 đuổi ta đi làm sao. Bởi thôi nó chơi vậy thôi, chứ mà cái chuyện mà ba anh Hải không có thích đàn bà con gái đó, Thu giải quyết một cách một à, giải quyết là em đẹp thôi à. Nhưng mà bây giờ đó, Thu mà hứa mà Thu giúp được cho anh Hải á, thì anh Hải phải hứa là đền đáp cho Thu, thì Thu mới chịu ra tay giúp đỡ cho. Đền đáp gì? Đền đáp gì? Đền đáp gì hả? Trời ơi, Thu chỉ cần anh Hải đó bảo vệ cho Thu đi ra đi vô trong cái xóm này là đủ rồi. Mày làm gì phải bảo vệ mày? Tôi gia đình bảo vệ. Trời ơi, phải
Rồi nè, thấy không? Bây giờ nè, Thu phải để nguyên cặp bưởi vô nè. Thấy không? Thấy không? Cái tướng của Thu đó, để cặp xoài vô là vừa rồi. Bây giờ chơi cặp bưởi vô, nặng thấy mồ đi, khó thấy bà nội luôn vậy đó. Gì vậy hai má? Ôi rồi, ói không? Ói là chê tôi không? Không có cần sự giúp đỡ của tôi, vâng tôi về. Nè, 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 Thu. Trời ơi, đứng lại đây đi, cái gì giận dữ vậy? Giận gì? Rồi, Hải chịu bảo vệ cho Thu đó, nhưng mà giờ Thu giúp Hải bằng cách nào? Giờ giúp phải không? Ừ. Hứa rồi phải không? Hứa. Giờ nè, giờ bác trai không thích đàn bà con gái. Ừ. Thì cho gì đó ma với là vú nè, giả làm đàn ông. Gì? Giả làm đàn ông? Ừ. À, giả làm đàn ông cái đầu mày á hả? Cái bụng tao trình hình vậy, có chữa vậy mày kêu giả làm đàn ông, chỗ nào? Ừ. Được, trời ơi, tin tưởng Thu đi. Mày dòm tướng tao đi. Sao? Giả chỗ nào mà giả? Tao giả rồi, cái này giấu ở đâu? Trời vú mà, con có tuyệt chiêu của con mà con sẽ giấu được. Vú tin con đi. Mà phải nghe vú. Bây giờ nhìn kỹ Thu đi. Trời ơi, con trai xấu quắc luôn đó. Mà bây giờ nè, giả gái đẹp như tiên Nga luôn. Trời ơi, vậy chắc có lẽ là Thu có cách mà giả đàn ông cho vú với Mai thành đàn ông thượng đó. Tin được đó. Mình đi rẻ đi qua nhà Thu giả đi. Đi đi em đi. Rồi đi. Tới giờ rồi, ông lên hiện giờ đó. Đi đi vú lẻ đi. Tin mẹ mà không. Nhớ giúp em nữa. Rồi, đi. Hứa giúp. Lẹ lên. Trời ơi, đỡ quá. Sao nãy giờ mình không nghĩ ra cái vụ này. Ủa ai vậy? Ông chủ có ở nhà không? Ông chủ, trời ơi, ông có ở nhà không? Ủa? Ba! Trời, tưởng là mày không nhìn tao chứ. Phải ba không? Gì? Không lẽ tao con mày? Ba hả? Trời đất ơi! Ê. Trời đất ơi! Mày ôm tao. Trời đúng ơi! Trời ơi, ba lên, cũng mừng quá, vô ngồi ba. Trời ơi! Lâu quá rồi, hai cha con mình gặp nhau. Dưới quê đi lên chắc mệt dữ ha ba. Trời mệt. Ba ngồi đi con. Mấy cái bà ngồi trong xe chung nhau á. Dạ. Trời nó hôi hành quá. Trời ơi. Ba ngồi con rót cái trà ba uống à. Rồi. À. Ê, Hải ơi. Dạ. Tao muốn hỏi mày, tao vừa uống nước tao vừa hỏi nha. Dạ. Cái nhà này mày mua ở đây phải không? Thì hồi năm ngoái con xuống dưới nhà dưới quê con mượn tiền ba con đắp vô con mua luôn căn nhà này nè. Trời đất ơi, mày ở của mình mày sao mày mua cái nhà này đi bằng cái rạp hát vậy? Dạ đâu có, con ở chung với bạn con. Hả? Dạ. Mày ở với bạn mày? Dạ. Bạn trai hay bạn gái? Dạ bạn gái. Hả? Không có, con lộn, bạn trai. Bạn dạ. Trai được chứ bạn gái tao ra khách sạn tao mướn tao ở. Dạ không có, bạn trai. Rồi, bạn trai phải không? Dạ. Nhưng mà tao hỏi mày nghe nha. Dạ. Bạn trai mày làm nghề gì? Dạ bạn trai con làm gái. Làm gái hả? Không có. Bạn trai con đi học. À. Rồi phụ bán cho cái tiệm bánh gai bánh ú ở đằng trước nhà nè ba. Tao nói mày nghe, hôm nay tao lên đây đó là tao ở với mày vài tuần. Dạ. Nếu tao thấy vui tao ở luôn. Trời ơi, con nói thiệt với ba nghe, trên này không có gì vui hết ba ơi, buồn lắm. Không có vui mà buồn á, tao cũng ở nữa. Tại vì tao thương mày mà. Trời. Mày là con tao nhớ, tao thương phải không? Tao ở luôn. Nên đây nhà bây giờ này nè. Cha con rồi. Nè mày. Dạ. Đem cái bảng này mày treo trước cửa nhà. Ủa gì đó ba? Mày coi đi biết liền. Không tiếp đàn bà con gái. Trời ơi kỳ lắm ba ơi, không được đâu. Sao không được? Ở dưới quê treo bảng này được chứ lên Sài Gòn treo bảng trước nhà kỳ lắm ba ơi. Không được hả? Không được rồi tao về. Ba để con treo ba. Trời ơi ba để con treo. Ba giận chi dữ không biết nữa. Tao nói là tao không thích đàn bà con gái mà tao biểu mày treo mày cãi biết, tao. Biết rồi ba bớt giận. Tăng sông máu bất tử ba. Rồi ngồi đứng nghỉ đi con, ra con treo. Ra treo đi. Mua cái nhà này nó biết làm gì mà bự quá giờ không biết. Dạ con treo rồi ba. Dạ. Ê rồi sao? Tao hỏi mày nghe. Dạ. Bây giờ mày nói thiệt tao bạn mày làm nghề gì? Nói mau. Dạ nãy con nói rồi, bạn con vừa đi học vừa đi là bán vô cái tiệm bánh ú bánh gai trước sớm nè. Vì tao già. Dạ. Lắm tao ưa quên vậy. Dạ. Là bạn mày đó nó có chí á. Dạ. Hai đứa thân nhau lắm phải không? Trời ơi khỏi nói luôn ba, con quen với ảnh hồi lúc mà con học trung học cho tới bây giờ luôn nè. Trời ơi. Ờ quen hồi trung học tới bây giờ. Ừ. Mà còn quấn quýt bên nhau. Dạ. Trời ơi đúng là tụi bay tâm đầu ý hiệp lắm. Dạ. Trời ơi bạn tri kỷ thân lắm. Dạ. Ba ơi. Thân lắm ha. Trời ơi. Ba nghe nha. Cái người bạn này nè ba yên tâm đi. Con giữ ảnh suốt đời luôn, không bao giờ bỏ ảnh được. Trên đời này khó kiếm tri kỷ. Dạ. Ráng giữ lấy nghe. Dạ. Ba yên tâm. Được rồi. Giống không? Hay em giống không? Hả? Giống không? Chỗ
ai đây con? Dạ ba anh ở dưới quê mới lên. Dạ còn đây là Mai mà hồi nãy con mới nói về Mai cho ba nghe đó. Bạn trai con đi ha? Dạ bạn trai con á, ở chung nhà ba. Ờ bạn trai. Dạ. Ờ. Con xin chào bác. Ờ. Ôi được. Bạn trai sao nước da xanh quá vậy? Mà cái bụng sao bự quá vậy? Dạ, anh lười lắm ba ơi, trời ơi. Lười lắm, ngồi chỗ ăn ngủ hoài thì bụng phệ vậy ba. Dạ đúng rồi. Không ăn cái bụng này liếc rồi biết có chữa rồi. Không phải. Có chữa thì nếu không chữa thì bị coi nước da xanh mét rồi. Mà cái bụng vậy là bị sáng lại. À đúng. Dạ không sao, nhưng mà không có sao. Con đi coi bác sĩ rồi. Bác sĩ nói con á, cho con uống thuốc chừng 2 tháng là tự động cái bụng nó xẹp liền á. Dạ đúng rồi. Bác sĩ Vân nói vậy đó, bác sĩ Vân. Trời ơi, bị sáng lại. Mà ở 2-3 tháng mới là nó xẹp. Dạ. 2-3 tháng sinh sản ra cái đổ nó bụng ra sao? À, không có mà, không có. Bác sĩ của Bân coi rồi. Dạ, bác sĩ Bân nói là cái này không sao, uống thuốc lãi 2 tháng sau tiêu hết trơn. Dạ, à. Vậy hả? Dạ. Được à. Hồi nãy giờ tụi bay xưng hô anh em á. Dạ. Tao lại nghĩ là tụi bay vợ chồng. Dạ, đâu có ba, trời ơi, không có đâu. Trời ơi, biết ba biết sao, bởi vì tụi con với Mai là tri kỷ thân nhau quá, cho nên con với Mai kết nghĩa anh em. À. Mai nhỏ tuổi hơn, con kêu Mai bằng em. Con lớn tuổi hơn, Mai kêu con bằng anh. Đúng rồi đó bác. Bởi vậy con và anh Hải đó là anh em kết nghĩa nhau rồi. Không ấy á, bác nhận con làm con nuôi đi, cho con gọi đừng gọi bác bằng ba được không ba? Con nhìn có gì quá, tao nhận giờ phút này tao nhận mày là con của tao. Dạ. Quá trời ơi. Cái bụng lại tụt. Rồi. Tụi bây giờ tụi cũng phải lo chờ chỗ ở tao chưa? À, trời ơi quên nữa, em lên em dọn phòng của anh đi. Cho ba nghỉ chứ ba mới đi dưới quê lên mệt á. Nhưng mà anh có hỏi ý ba là ở phòng nào chưa? Khỏi cần ở phòng nào. Tối nay tao lên tao ngủ với hai đứa mày. Ba không được đâu ba, trời ơi không được đâu. Sao không được? Bị gì cái giường phòng của con với Mai ngủ cái giường chút xíu à, ba người ngủ chật lắm ba ơi. Đàn ông mà ngủ nhau mình ôm nhau mình ngủ chứ gì. Không được đâu, không được đâu. Trời ơi với lại thằng Mai mà mới biết không, thằng này nè. Tôi nó ngủ, nó quay vòng vòng nó đạp tùm lum hết trơn ba lộn nhiều lắm. Nó đạp dữ lắm á. Nó đạp ba tao đá lại. Anh Hải ngáy dữ lắm đó ba ơi. Ngáy như bò rống vậy ba ơi. Vậy thôi tao ngủ đâu cũng được. Bây giờ là cho thằng nào lên lo phòng đi. Rồi tao tính cái vụ này với mày nè. Đi anh, đi lên. Ba ngồi ba uống nước trà nha. Để con lên con lo phòng rồi con chuẩn bị thức ăn con cho ba. Dạ. Đi em, lẹ mày. Trời ơi. Dạ chào ông. Dạ. Ủa ấy là ông hay bà hả? Dạ đàn ông đàng hoàng tử tế, dai u thịt bắp. Hả? Cơ bắp một đống đây nè, thôi cơ bắp. Thôi đừng có khoe nữa. Tôi nhìn ông là tôi biết rồi. Khỏi cần khoe cơ bắp. Biết gì bác? Bởi vì tôi đã thấy ông ngực kỳ lớn, mông bự. Tôi biết con chuột ông lớn lắm. Con chuột? Ở đâu? Con chuột là từ gồng lên vậy. Ở dưới quê ta nói con chuột, trên này nói cơ bắp. Đúng rồi. Đàn ông khỏe mạnh. Cái con ba cơ. Con chuột cơ bắp phải bự. Dạ bự. Ông nhỏ con hơn tôi mà chuột ông bự hơn tôi. Chuột tôi có chút xíu theo. Dạ chắc bác đây là ba của cậu Hải. À đúng rồi. Dạ. Ủa mà sao biết tôi ba cậu Hải? Dạ dò cái bảng cái ông trước biết liền à. Trời đất ơi, dò cái bảng mà biết tôi ba Hải. Dạ. Nó nói gì? Nó nói sao? À cậu Hải nói là ba cậu Hải ghét đàn bà. Đúng, ghét đàn bà. Dạ, cậu Hải còn nói ba cậu Hải hận đàn bà. Quá đúng, nó còn nói gì nữa. Đúng rồi, nói sao? Cậu Hải cũng hận đàn bà. Đó con tôi mà. Cậu Hải nói đàn bà là một cái loài rắn độc. Đúng rồi. Thề không có lấy vợ mà. Trời ơi, nó nên nói là con tôi. Dạ. Tôi nói cho ông nghe nha. Con nhà Tông không giống lông cũng giống tóc à. Đúng rồi. Lấy nào. Ê hả? Ủa vú? À được rồi. Ê gì vú? À, ê tao mới nghe mày kêu gì vú? À, không có ba. Chú tư. Chú. Dạ. Chú tư.
chú Tư là chú nuôi của Mai ở dưới quê lên để săn sóc cho Mai á bà. À, chú như... Trời ơi, trời ơi, kỳ quá. Nãy giờ không chịu nói. Người nhà quá, vô đây ngồi đây. Dạ. Ngồi gần ta tôi nè, trời ơi, người nhà quen quá, trời quá lắm. À, chú Tư ơi. Dạ. Sao nãy như tôi nói chú Tư nghe, tôi ở nhà quê. Dạ. Rồi tôi thì tôi rất là bình dân, thấy không? Dạ. Bây giờ chú cho tôi hỏi thăm đi. Dạ. Chú được mấy cháu rồi? À, dạ. À, tôi chưa có lấy vợ lần nào hết á. Trời, nhỏ lớn chưa lấy vợ. Dạ, chưa lấy trời, vợ. Trời, hên quá nhỏ, vậy là chú còn trinh á. Trời ơi, mà chú theo từng tuổi này mà chưa lấy, không lấy vợ chú chịu nổi sao? À, dạ. Tôi nói chú nghe. Nào, bây giờ tôi nói chú nghe, chú Minh lo lấy vợ đi. Lo tìm cái chỗ đi. Dạ. Chắc có lẽ là chú chưa tìm được cái chỗ vừa ý. Hoặc giả là bị tình phụ rồi chú buồn chán, có đúng không? À, dạ thưa, từ nhỏ tới lớn tới giờ đó tôi chưa từng bao giờ yêu qua người đàn bà nào hết á. Dạ tôi, cũng kỵ đàn bà giống ông đó. Đúng là kỳ kỵ à. Ba người đàn ông kỵ đàn bà, không biết mai sao mày sao. Trời ơi con hả? Trời ơi con cũng ghét đàn bà nha. Con hận đàn bà nha. Con mà có gia đình hả, con chỉ lấy mình anh Hải à. Đúng rồi. Trời ơi, mày nó ghét đàn bà dữ lắm rồi. Bà con nói ta nghe, trời ơi. Trong vậy là gia đình của mình nó là bốn người đều ghét đàn bà hết rồi. Người ta nói tư quay ghét đàn bà. Tư quay. Trời ơi, bà con nói ba nghe nghe. Chú Tư ngoài cái vụ mà ghét đàn bà ra, chú Tư còn quýnh cờ tướng số 1 ở đây luôn đó ba. Trời ơi, thiệt hả Tư? Trời ơi. Mày đánh cờ tướng hay lắm hả Tư? Hay lắm. Trời ơi, giỏi vậy, đúng rồi. Ba còn cũng phải đánh cờ tướng lắm đó. Vậy là đúng tri kỷ rồi, ngồi xuống đây trời ơi. Bây giờ vậy hả? Dạ. Bây giờ chú Tư à? Dạ. Bây giờ tôi đề nghị cái vụ này chú nghe. Dạ. Bây giờ thân với nhau quá rồi. Dạ. Thằng Hải với thằng Mai, hai đứa nó kết nghĩa anh em với nhau. Dạ. Tôi với chú còn chờ gì mà không kết nghĩa anh em với nhau? Trời ơi, kết nghĩa anh em. Ba con muốn kết nghĩa với chú Tư, chú Tư kết nghĩa đại đi. Cái gì? Trời ơi, kết nghĩa chú Tư. Dạ chịu, dạ. Chịu á. Dạ chịu. Chịu thì còn chờ gì không bắt tay. Dạ. Không khỏi bắt tay, ôm Thái Hồng. Rồi tình cảm giữa ông ba và chú Tư sẽ diễn tiến như thế nào? Mối tình giữa Hải và Mai sẽ có kết cục ra sao? Mời quý vị tiếp tục theo dõi phần 2 của vở hài kịch Hận Đàn Bà, khung cảnh tại nhà Hải 3 ngày sau. Ông này sao ông bận được cái quần mà lủng hai cái lỗ gì hay vậy ta? Thiệt là lạ. Trời ơi. Dạ bác làm tôi giật mình. Mỗi lần mà tôi chạm tới mình chú mà chú giật mình á. Dạ. Cái tự nhiên tôi nhớ tới bà vợ trước của tôi. Cũng y chang vậy. Mới vừa kề miệng tính hung bả cái bà làm tôi hết rồi. Dạ. Giật mình giống dạ. như chú vậy. Dạ. Chú Tư à. Dạ. Tôi nói cái chuyện này chú Tư nghe. Dạ. Mỗi lần chú giật mình tôi nhớ tới vợ tôi. Mà mỗi lần nhớ tới vợ tôi á là tôi hận lây tất cả đàn bà. Bác ơi. Bác giận chi mà giận dai dữ vậy? Lớn tuổi rồi. Cái gì mình bỏ qua được thì mình bỏ, cái gì mình quên được thì mình quên. Giờ còn giận không? À, trời. Dạ. Chắc có lẽ có chú đó. Dạ. Chú Tư. Dạ. Bước ra tôi nói chuyện. Tôi nghe chú Tư. Dạ. Tôi nói chú nghe. Dạ. Từ ngày mà có chú tới giờ đó. Dạ. Tự nhiên sao tôi mỗi đêm đánh cờ với chú đó. Rồi cái tôi nhớ lại hồi mỗi lần mà chú săn sóc cho tôi từ manh quần tấm áo, chú lo tôi từng miếng ăn giấc ngủ. Trời chú Tư ơi, tôi thấy cõi lòng tôi vô cùng ấm áp. Vì cái lẽ đó cho nên chú Tư ơi tôi...
trời, tôi chịu hết rồi, chắc lấy dao qua chú Tư. Trời ơi, bác ơi, hai người đàn ông thì sao mà lấy nhau được chứ bác. Tôi đứng đây đi bác. Phải rồi, hai người đàn ông sao lấy nhau? Dạ đúng rồi, trời ơi, đâu có lấy được. Bữa không lẽ tôi chuyển hệ tôi không hay. Bởi vậy. Nhưng mà đâu có sao. Dạ đâu chứ. Bởi vì nếu chú đàn bà tôi đã đuổi chú ra khỏi nhà, vì chú đàn ông tôi mới chưa tới giờ tôi mới lấy chú được chứ. Nhưng mà bác ơi, rồi bây giờ nếu mà hai người đàn ông vậy rồi lấy nhau rồi. Đó có cái gì? Xa nên đi đâu cũng xa quá, đời vui như hoa nên đi đâu cũng thích lạc à. Trời ơi. Anh Hải ơi, anh Hải ơi. Gì vậy? Dạ em đứng đây nè. Ủa, vô cái nhà người ta đứng một đống ở đây, không thèm dòm. Anh Hải ơi, đi chợ rồi. Ủa, anh Hải nó vợ đi chợ rồi hả chú? Chú Tư. Dạ. Dạ, đây ai là hàng xóm láng giềng của cậu Hải. Đây là ba cậu Hải dưới quê lên chơi đó. Ba của anh Hải. Dạ con xin nghiêng mình lễ phép. Con mến chào bác. Nhỏ mày đừng có ngồi gần tao. Anh này nghe là à, dạ hàng xóm láng giềng của mình. Thân con trai mà kiếp con gái. Thân trai kiếp con gái. Dạ. À đúng rồi, vậy là săn pha nhớt không? Chào chị bông sắc. Phải bông sắc không? Dạ là bông sắc là gì? Dạ bông sắc là bóng. Bác thiệt là vui tánh à. Dạ thưa bác. Dạ cháu là Thu. Giáng Thu. Đúng rồi. Dạ bà con xa có nữ ca sĩ Giáng Ngọc. Vậy à? Dạ con là hàng xóm láng giềng của anh Hải đó bác. Rồi nay Giáng Trần xuống đây làm gì đây? Dạ con với anh Hải là hai người bạn rất thân với nhau. Dạ anh Hải thường hay tâm sự với con về bác. Vậy hả? Mà bác biết không? Con rất là ngưỡng mộ bác nha bác. Con thấy con giống bác quá à. Giống gì có đỏ sao biết giống. Ai ba con về rồi ba. Ủa? Ây trời ơi trời. Ủa thôi. Anh Hải mới về mệt không anh? Mệt không anh? À, mệt, lên phòng đem đấm bóp cho. Đi đi anh. Đi. Đứng lại. Đi đâu ạ? Cái gì đây? Bây giờ muốn giành với tôi phải không? Muốn ra đường ở không? Cái gì vậy? Biết à. Mấy ngày nay không có gặp anh nhớ lắm à. Nghe nè. Trời ơi, hôm nay cái da mặt láng quá à. Trời ơi, mày nói tao chứ mày không có rờ nha mày. Sao? Sao? Giờ sao? Tao rờ chút không cho phải không? Muốn lòi ra không? Ghét quá à. Gì lòi? Hải nè. Ý, trời ơi, anh Hải ơi. Anh ơi, coi kìa, con chim bảy màu kìa anh Hải Hải. Trời ơi, tao nghĩ đát nổi con bóng rồi. Để tao quên cho nó, mày cận cho nó bởi. Tao chơi vậy đó mày. Ai mày giống ốc vua, vua bãi cho mày. Trời, mày từ. Chim Hải này. chú mà về thành vú rồi. Vú đứng đó nha. Thằng Mai. Dạ. Thằng gì có bụng này mà thằng nữa. Tại dám giả trai để gạt bác ha. Chết là nghe cái bụng dạ. Gì nói sáng lại cũng ừ nữa. Rút ngược vô mà có chữa. Ai? Dạ dạ. Bước qua đây mày. Dạ con nè. Mày cắt nghĩa cái chuyện này tao nghe. Tại sao nó dám giả trai nó gạt tao? Cái gì đây? Ba tha lỗi cho con. Mà cái gì? Dạ sự thật là con với Mai hai đứa yêu nhau. Rồi sao? Dạ Mai với con lỡ Mai có bầu với con rồi ba ơi, ba làm ơn làm phước đừng có chia cách tụi con. Không bao giờ được. Tao nhất định không có chịu cái chuyện này. Ba làm nó, ơn. Nó có bầu thì mày mày phải cưới nó. Mày phải cưới nó. Vì nó có bầu với mày, nó là vợ mày, nó là dâu của tao. Nhưng mà tao nói mày nghe, tao phải thương mày với thằng Mai. Ủa con Mai đâu? Nhưng mà tao thương thằng cháu nội tao trong bụng này nè. Còn chú Tư. Dạ. Chú lên phòng. Dạ. Lấy qua đi, xách đồ đạc vô. Đi ra khỏi phòng.
Ba. Cái gì? Ba đừng có đuổi chú Tư. Ê, Vũ ba ơi, trời ơi. Dạ, trời ơi, ba ơi, mà làm ơn ba thương dùm chút đi con. Dạ, dù sao Vũ cũng nuôi con từ nhỏ đến lớn, mà giờ ba đuổi Vũ đi rồi Vũ ở đâu ba? Chồng ba thương dùm đi ba. Vũ có nuôi tụi bay từ nhỏ tới lớn. Dạ. Thì bây giờ Vũ có bổn phận phải nuôi lại tao. Đi về, đi với tôi về quê. Bác chưa đi được hết. Sao vậy? Trời ơi, bây giờ anh Hải, chị Thoa, chị Mai gì có đôi có cặp rồi, đây với đó cũng có cặp có đôi rồi, còn con sao bác? Tao đã tính rồi. Con sao? Tao gả mày cho Diệt Thảo. Trời ơi, cứu đời tao, cứu đời tao bà con. Còn gì mà buồn, tình cờ vụ vỡ, người yêu dấu, trái tim em làm bằng gì ai biết, chót lỡ trao duyên tình đầu tha thiết cho em. Đớn đau trong lòng một mình ai thấu, nhớ em bao nhiêu ngày người yêu dấu, đến với anh một lần nào.